Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở ngay chỗ công viên Mỹ Quá nha, của phường 7 thành phố Bến Tre. Ở này là lúc trước là chỗ này hình như là bà hầm luôn. Giờ nó sửa thành cái công viên rồi. Ở thì chợ bông bên Bến Tre thì nó sẽ tổ chức dọc cái tuyến đường Hùng Vương này nè. Nó từ công viên này nó tổ chức dài xuống tới ngay chỗ chợ Ngã Năm á. Cái đường này thì nó dọc sông Bến Tre. Ở bên đây bạn thấy nguyên một cái dãy công viên thì dọc bờ sông rồi luôn. Phía bên phải mình bên bờ sông bên kia là bên Mỹ Thành An, nó cũng có công viên nữa. Nhưng mà nhà ông bển thì nó thưa lắm, với công viên thì nó bắt đèn hơi bị tối nên công viên bển nó vắng. Còn công viên đây thì có nhà có cửa thì nó đỡ được tí. Chứ đường hai bên dọc sông này thì buổi tối nó bắt đèn nó cũng hơi bị tối. Buổi chiều thì lúc trước thì người ta ra đây người ta chơi cũng nhiều lắm, ra đây câu cá nè, ngắm cảnh nè, tại vì đây sát bờ sông mà rất là mát luôn. Ở đây thì nó giống như là vườn hoa lạc hồng ở bên Mỹ Tho mình lúc trước vậy. Ở đây thì người ta tổ chức chợ bông thì dọc cái tuyến đường này nè, tưới nước rồi nó cũng khỏe nữa. Nó chỉ cần các bạn múc nước xong rồi các bạn tưới thôi. Khu vực năm nay thì mình thấy nó bán thì nó hơn năm rồi nó lên tới đây lần nè. Năm nay thì nó tụt xuống chút xíu nhưng mà nó cũng đỡ. Mình tính ra mình thấy chợ bông ở bên Bến Tre mình thì nó đông hơn bên Mỹ Tho. Bên Mỹ Tho năm nay thấy đi thấy là gầu ghê luôn. Bây giờ người ta để mấy cái bàn ghế dọc bờ sông á. Bạn có uống nước thì lại đó ngồi uống, còn không thì ngồi câu cá được. Ngày đó thì toàn là bần không nha. Ở bần này thì có trái rồi, có nhiều trái thì nó cũng hơi dốt dốt, ăn cũng được lắm á. Đó này bông giấy không nè, đó bằng hai bông giấy rất là đã luôn không? Toàn là bông giấy ngũ sắc không à, ngũ sắc rất là nhiều. Năm nay là giống như là bông giấy lên hương nha. Thường mỗi năm thì đi ra đường thấy bông giấy cũng có nhưng mà ít lắm. Thường toàn là ba cái màu gà với ba cái dạng thọ là nhiều. Còn năm nay thì rất là nhiều bông giấy luôn. Năm nay bông giấy là nhiều màu lắm. Bông giấy Thái, bông giấy Ấn Độ, rồi cẩm thạch, rồi có cây thì ghép gần cả chục màu cũng có nữa. Nói chung là từ 200 tới 5-10 triệu là đủ kiểu hết. Ở chỗ này thì dạng thọ thì thấy hoài. Ở dạng thọ này chậu lớn nha. Chậu vô chậu đó chắc cũng phải cỡ 200 mà. Tại vì dạng thọ mà chậu thường á, thì mình thấy là nó bán là khoảng 120 cặp á. Nhỏ một tí thì khoảng 80 tới 100. Còn mấy bạn mà ngáo ngáo lại thì có thể là 150 nha. Còn bông giấy thì tùy loại. Các bạn thấy màu rất là đã luôn. Cái này giấy Mỹ. Ở bên trái cũng bông giấy luôn. Năm nay nếu mà bạn nào gần Bến Tre thì cứ chạy qua đây chợ bông đi. Chứ mình đi chợ bông Mỹ Tho bữa hổm thì mình thấy nó hơi bị yếu rồi. Bến Tre thì mình thấy nó vẫn như cũ. Ở đây là dạng thọ với cúc. Năm nay thì không thấy màu gà. Màu gà với hướng dương nãy giờ chả không thấy. Ở đây cúc nữa nè. Cúc này chậu bự nha. Này là để văn phòng rất là đẹp luôn. Mà hở mình mua cặp cúc có chút xíu mà cũng 200 ngàn. Mua về đặng lấy bông đặng chưng cúng. Nó dạng thọ nhỏ nhỏ không à. Năm nay mình đi là mình khoái nhất là ngắm mấy cây bông giấy á. Nhìn rất là đã luôn. Nó mà thấy nó nở gần như là không thấy lá luôn. Mà nó gỡ nó nở rất là dai nha. Thường một cây bông giấy nó nở nếu bạn phân thuốc thì đầy đủ á nha. Nó nở có thể là gần 2 tháng á, hoặc là hơn. Đây có màu gà nè. Mới nhắc nữa. Nó màu gà thì tới 2-3 loại luôn nha. Màu đỏ, màu vàng. Rồi có cái loại giống như là đuôi phụng, đuôi gồng vậy á. Lâu quá mình quên tên nè. Ở đây thì cẩm thạch. Qua giấy nhưng mà ghép cẩm thạch. Thường thì qua giấy ở đây thì thường thường là gốc nó là gốc Mỹ hoặc là gốc thường. Sau đó người ta sẽ ghép những cái màu khác vô. Chứ còn nếu mà một cây cẩm thạch zin luôn á thì nó trồng rất là lâu. Ở bên trái mình thì cũng qua giấy nữa nha. Này giờ mình chạy xuống rồi, hồi mình chạy ngược lên cho các bạn coi lộ bên kia. Vì con lần nữa có một bên à. Giờ thì 5 giờ. Thường thì giờ này người ta đi chợ đồ nó mới đông. Chứ còn tối chút xíu nữa thì có thể đông hơn đó. Nhưng mà mình quay nó dở ẹt à.
nên mình chỉ có quay giờ này cho bạn coi thôi. Chừng 6 giờ là trời sụp tối là không thấy đường nữa rồi. Ở đây thì đèn nó yếu lắm. Ngọ bông giấy màn hình rất là đã luôn. Mấy bạn mua bông giấy mà ghép nhiều màu về đó, mấy bạn cắt tỉa cẩn thận nha. Nó thường thì nó có cái mối ghép người ta quấn băng keo đen á. Bạn thấy cái máu là bạn biết à. Các bạn cắt thì cắt ngoài cái máu đó, còn cắt mất cái máu luôn là năm sau là nó cái bông giấy bạn ra nó còn có màu rồi nha. Tại vì bông giấy bình thường có màu người ta ghép vô thôi. Bởi vì cắt thì phải để ý mấy cái mối ghép đó. Lúc trước mình cũng mua cây hai ba màu nhìn đẹp lắm, về cái thấy cái dáng xấu quá, sửa 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 ghép thì năm sau nó ra còn có màu. Ở đây thì mai, mai này mai nhỏ. Thường thì mai thì người ta mua mấy nhà ở thành đó, hoặc là cơ quan rồi người ta mua thôi. Chứ thường thì nhà dân thì ai cũng có một cây hoặc là hai cây rồi. Đặc biệt là nông dân như dưới vườn như mình vậy thì nhà toàn là mười mấy hai chục cây không à. Nhiều cây rất là bự nữa. Nội mà lãi lá hàng năm không cũng đổ mồ hôi nếu mà giỡn. Mai hiện giờ nó chỉ chớm nụ thôi. Này chắc cũng khoảng gần tới mùng thì nó mới nở. Người ta cũng canh cho mình hết rồi. Ở này mấy chỗ mai nhỏ nha. Thấy nhỏ nhỏ gì đụng vô chứ cũng 200-300 không mà chứ không rẻ đâu. Ở này hướng dương, anh nó mới chót xuống. Hướng dương thì nếu bạn mua buổi này chắc cũng khoảng 100.000 cây á. Giá thì gần như là giá Tết mà thấy nó cố định như luôn rồi. Mình mua mấy năm mà nó cũng không thay đổi nhiều nữa. Nếu mà nó có lợi thì nó lợi chừng 10.000 hoặc là 20.000 à. Tại vì lúc trước thì năm nào mình cũng đi mua bông. Dạng thọ lúc này nếu bạn mua cặp bự thì khoảng chừng 120 cặp. Còn mấy cặp mà hơi nhỏ nhỏ chút xíu có thể là 80. Chịu khó tải giá hay xuống còn 201. Nay thì 22 rồi nên chợ nó còn mắc nha. Nó khoảng chừng 24, 25 rồi nó sẽ tụt từ từ. Còn bữa 28, 29 thì thôi khỏi nói. Nhưng mà có một số người thì người ta thà, người ta bỏ thì người ta không có chịu tụt giá. Ở đây thì bán quần áo rồi. Mình đi ở bên Bến Tre thì mình thấy cái không khí Tết nó đỡ đỡ hơn là bên Mỹ Tho. Bên Mỹ Tho mình thấy người ta bán bông được cũng ít. Cũng như dọc bên lộ bên Mỹ Tho, bên Bến Tre thì mình thấy dọc đường người ta bán cũng nhiều lắm. Chạy chừng 500 m hoặc là cây số là có người bán bông mà. Còn bên Mỹ Tho bữa hôm mình chạy nguyên một vòng thấy được có vài chỗ à. Ở đây quần áo không nha. Ở phía sau thì nó rất là rộng luôn. Này buổi tối người ta ra ta chơi nhiều lắm. Lúc trước thì phía này nè, nó buổi tối thì có đạp xích lô. Mấy chiếc xe xích lô mini á, hai người thì lên người đạp người ngồi, không biết nay còn không, chắc mình nghĩ chắc dẹp rồi quá, tại vì lâu lắm rồi buổi tối mình cũng không qua đây nữa. Nó đi xuống khu vực này là bắt đầu đông dần rồi nha, từ ngay chỗ cầu Mỹ Quá này là dài dài xuống tới chợ Ngã Năm á, là khu vực này bán rất là đông, còn ở phía trên mình thì nó hơi bị hẻo lánh. Mình thì chỉ chạy sơ sơ cho mấy bạn ngắm thôi nha. Mua bông thì mấy bạn sợ bị chặt chém thì mấy bạn coi chỗ nào đông thì mình lủi vô, lủi để chịu khó đứng chừng 5-10 phút ha. Coi mấy người mua trước người ta trả giá đó. Còn không thì thấy cái người ta đang mua người ta đang chất bông lên xe đó, cái lời hỏi nhỏ người ta nhiêu cặp gì cô, cái người ta nói cho mình được thì mình mua, còn không lái thì thôi, chứ để lủi lủi vô cái người ta chém à. Chém là chém giá nha, chứ không phải lấy dao chém mà mình nói như nhiều khi các bạn hiểu lầm. Ở đây thì ba cái hạnh nè, có người gọi là tắc nha, mình quen mình gọi hạnh không à. Hạnh thì tùy cây, cây nhỏ thì 200, 500, 700, 800 mà cũng có. Lúc trước thì Tết nào mình cũng mua nhà hàng kia mình đi mua 1 cặp á, thường mua 1 cặp bự vậy là khoảng 1 triệu 6 á. Chỗ này thì bán ba cái đồ gia dụng thôi, son nồi ơ chảo rồi. Ở đây là chân cầu Mỹ Quá nha. Cái này nếu bạn quẹo trái thì cái hướng đi ra ngoài chỗ Bùng Binh Mủ á, cái ngã ba mà đi về hướng về hầm luôn á, nghĩa là từ bên ngã tư Tân Thành mấy bạn chạy qua đây thì mấy bạn gặp cái mũi tàu, mấy bạn quẹo phải thì ra cầu hầm luôn, còn quẹo trái thì đi lại cầu Mỹ Quá là đi lại chỗ chợ bông này nè. Nó đi xuống ở đây thì bắt đầu người ta buôn bán đông dần rồi nha.
Tại vì thường thì đi chợ bông thì người ta gửi xe chỗ chân cầu á, cái là người ta đi dọc xuống ngay chỗ chợ Ngã Năm. Còn không thì gửi xe dưới chợ Ngã Năm thì đi dọc lên. Nhưng cái khúc này có còn đông, còn ở trển thì nó hơi vắng lắm. Nó mấy cây mai mà thấy rất là lớn luôn nha. Người ta gom tàn ra rồi, chứ bung tàn nó bự dữ lắm. Giờ thì nó chưa có nở, tới chừng Tết mà nó nở mà nhìn thấy hết hồn luôn, đã lắm. Nọ mà lo quét không cũng đổ mồ hôi nữa chứ không phải giỡn. Ở này là ba cây lan. Còn ba cái cây đỏ đỏ này giống như cây đậu bắp, mình cũng chả biết cây gì luôn đó. Năm nay thì thấy bông giấy rất là đã luôn mà không có tiền mua. Còn mấy năm trước thì cầm tiền của nhà hàng đi mua đó thì không thấy bông đẹp. Này làm như dịch là người ta ở nhà, cái người ta không có chuyện làm gì, cái người ta nghiên cứu của những cái cây ghép nó rất là đẹp luôn nè. Ở bên trái mình cũng bông giấy nữa, đó để hồi mình đi phía sau mình quay lại cho bạn coi. Bây giờ nhiều người người ta đạp xe đạp người ta đi á. Đó, ta đang chắc bông xuống rồi. Nói chung là chợ bông năm nay thì mình thấy nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với năm rồi đó. Nó cũng lai rai vậy. Có ở bên Mỹ Tho thì nó thay đổi rất là nhiều, nhìn nó vắng hơn. Nó dạng thọ. Năm nay là tại vì nhiều nhà vườn người ta sợ bán bông người ta bán không ra đó, nên người ta sẽ trồng những cái cây mà lâu năm, ví dụ như là mai hay là ba cái hoa giấy nè. Hoa giấy ví dụ như năm nay bạn bán không được đi, về bạn dưỡng lại năm sau bán tiếp, cây nó bự hơn thì bán được tiền nhiều hơn. Còn ví dụ như dạng thọ hoặc là màu gà, hướng dương đồ, cây đó thường thì qua Tết là nó chết à, nó đâu có sống dai được đâu. Ở đây là sứ, lan, bông giấy đủ kiểu hết. Ở đây bán dài, dép, quần lót, quần áo đồ, 100.000 ba cái, 100.000 hai cái, đồ lót đủ kiểu hết, đồ ngủ cũng có nữa, rồi có chỗ bán dao cũng có nữa chứ. Nhất găng là chứ đi chợ bông mà mình thấy nãy có chỗ bán dao nữa. Nó này thì bán đồ chơi. Phía sau thì bận không nha. Bạn nào mà hèm chua đó thì canh me mấy cây bần nào mà nó có trái bự bự rồi đó, to dớt một trái chấm muối ăn là phê luôn á. Nhưng mà bần sống thì ăn không ngon lắm, bần chín kìa. Nó chua nó phê còn hơn là mấy dốt nữa. Mấy dốt như vậy nhiều khi không bằng đâu. Ngày xưa thì mình đi học á thì bờ đê mình trồng bần đó mà. Lâu lâu rồi gặp mấy trái bần rụng á, đó ra lụm về dứt. Còn không thì ăn mấy trái nhàu, nhàu thì cũng giờ ít ai trồng nhàu lắm. Cái nhàu ngày xưa thì ăn rất là đã luôn á. Giờ cũng ít gặp rồi. Nếu mấy bạn bên Mỹ Tho thì mấy bạn chạy qua đây thì nó cũng gần đó, khoảng chừng 10 cây à. Từ cột miễu lên đây chắc khoảng chừng 10 tới 12 cây à. Cứ đâm thẳng là tới à. Đó đây mấy cây bông giấy rất là đã luôn. Mấy cây cổ thụ này là đụng vô chắc cũng phải 10 triệu đổ lên đó, đó mà thấy à. Thấm nhách cao nhồng luôn, nhìn rất là đã. Lúc gài năm nay người ta ghép thêm cái màu vàng chanh với cái màu hồng phấn đó. Hai cái màu đó nhìn lạ ghê luôn. Với có một số loại bông giấy Ấn Độ đó. Ấn Độ cái loại mà cái bông, cái cánh hoa nó rất là bự, nhìn đã lắm. Có bông giấy Mỹ thì nhìn nó không đẹp lắm, nhưng mà được cái nó dai lắm nha. Bông giấy Mỹ thì lá nó nhỏ, bông nó rất là nhiều, bông nó ít, nhưng mà lá nó nhiều lắm. Mình thì tại lúc trước hẩm gà hồi dịch nhà mình có trồng mớ để mình chơi nên mình mới biết nó. Bông giấy thì nó sống dai lắm, nhiều khi mấy bạn bỏ phế nó cả 2-3 tháng thì nó cũng không chết nổi đâu. Cành nhánh của nó hiện thường mấy bạn cắt hay bạn ghim là nó có thể là nó lên đó. Khả năng sống nó cao lắm. Chỗ này thì bán cá. Hình như năm nào mình đi mình cũng gặp ở chỗ đó bán cá. Ba đuôi, bảy màu đồ, ly thia. Bây giờ thì người ta đi xe không à, chứ khoảng chừng mấy bạn đi khoảng 6 giờ mấy 7 giờ á, là có người ta gửi xe người ta đi bộ á.
gửi xe Tết chắc cũng 5-10 ngàn vậy. Mình lâu mình cũng không nhớ, mà thường dịp Tết là nó khoảng cỡ đó, mà bèo nhất là 5 ngàn, còn bình thường thì chắc cũng khoảng 10 ngàn. Tại vì năm gửi được có một lần, bởi vì người ta hốt được nhiêu người ta hốt như sao giờ. Còn mấy bạn nào mà có muốn núp lùm thì đi qua phía bên phải, bên phía bên sông bên kia kìa. Bên kia có nguyên cái công viên đã lắm, mà đèn nó mờ mờ cơ mà. Rất là vắng luôn. Nó này là mình chỉ tận tình luôn á nha. Tại vì lúc trước mình có chạy cái đường đó mình gặp nhiều lắm. Tại vì buổi tối thì mình hay đi lang thang á. Bên đó thì nó tối hui à. Đèn đuốc thì nhà cửa rồi nó vắng lắm. Còn bên đây thì nó rất là đông. Ở Bến Tre mình thì cây xanh là thường là cây bằng lăng, là cây chủ lực nha. Gần như là chạy lộ nào cũng gặp nó. Này có một số cây nó vô mùa nó nở cũng đã lắm. Nhưng mà cũng lác đác là chứ không nhiều. Nó dọc đường thì người ta có bán đậu phộng, người bán ba cái đường mà đánh thành cái giống như là một đám mây, mình quên tên mất tiêu rồi. Mấy bạn có ăn hàng thì cứ mua rồi ăn đi dọc đường, vừa ăn vừa ngắm thôi. Còn không thì mua bò lụi, cá chiên chiên hoặc là que xiên đồ. Nó vừa ngắm cảnh vừa hưởng thức đồ. Còn ai thì muốn chụp hình thì nó đi lại mấy cái cây đó, đứng gần gần đó chụp hình tự sướng thôi. Bông thì bao la luôn. Các bạn muốn nhộn nhịp thì đi buổi tối nha, khoảng chừng 6 giờ thì nó mới nhộn nhịp. Còn mình thì tại vì mình đi mình quay cho mấy bạn coi thôi, chứ còn 6 giờ thì lúc đó là hình nó thấy gớm lắm. Tại vì cái camera mình thì quay ngày chứ không quay đêm. Mình chưa có đủ điều kiện để mua cái quay đêm. Ở bên trái mình thì người ta bán ba cái đồ trang trí ngày Tết. Nó bông hoa vàng dòng đủ kiểu hết. Hồi đó giờ mình đi chợ bông cũng nhiều lắm, mà có năm nay là mình thấy bông giấy rất là đã luôn nè. Nó nhìn thấy cây nào cũng muốn mua, tại vì có nhiều màu ở nhà mình chưa có. Rồi mua xong cái là nhịn đói luôn ạ. Ok, giờ để thì từ từ tính. Ở bên trái mình có mấy cây bằng lăng đang nở bông đó. Bến Tre đi đâu cũng gặp bằng lăng đó. Ở đây thì mai cơ mà, mai này mai bự bự cơ mà. Đường ở đây thì xe du lịch mấy bạn chạy được nha, nhưng mà nó hơi khó một tí, chứ không phải như bên chợ bông Mỹ Tho mình đi bữa hổm xe du lịch chạy phà phà luôn. Tại vì cái tuyến đường này thì nó cũng thuận lắm, thuận đường lắm. Nó giống như là vườn hoa Lạc Hồng mình ngày xưa vậy, nó nằm ngay vị trí gần trung tâm luôn, bởi vì nó rất là tiện. Ở này là cổng chào nha. Ở bên phải mình là công viên nhỏ. Nó thì nó bán tới đây à. Mấy bạn chạy dọc dọc xuống dưới nữa thì nó tới khu vực của chợ Bến Tre. Chợ này thì bán bữa hâm chính là hết rồi. Hình như khoảng chừng 12 giờ trưa là dẹp hết giờ. Các bạn có muốn mua rẻ đó thì mấy bữa 28, 29 đó, thì các bạn đi, các bạn mua thì nó rẻ hơn. Lại có chỗ nào người ta bán đổ bán tháo á thì mình mua thôi. Nói chung là nhiều khi đi mua bông mà cũng giống như là đánh đòn tâm lý vậy. Hay tâm lý cứng thì bán được giá thôi. Còn yếu yếu thì phải thất bại. Nên mình quành ngược lại nha. Mình chạy cái hướng này thì nó hơi chói nắng một tí. Nhưng mà giờ này thì mặt trời nó cũng xuống núi rồi. Nó bằng he mặt trời nên nó cũng đỡ lắm, chứ mà đối diện với mặt trời là thua luôn, quay hình điện thui à. Đường này nếu mà bạn quẹo phải thì đi ra ngoài ngay chỗ chợ Ngã Năm á nha. Đây chạy cái đó chắc chừng 100 m à. Chợ Ngã Năm này lúc nào nó cũng đông khách á, bây giờ buổi chiều thì nó vắng thôi chứ ban ngày nó đông lắm. Nhưng ở đây thì chợ bông thì bà con mình thấy nó cũng thoải mái nữa, sát sông bây giờ nó mát lắm, còn nước tưới thì thoải mái luôn. Bán ế thì cứ quăng dưới sông lụm cái chậu mủ lại, còn cái kia thì chỉ là ba cái đất với ba cái cây, đâu có ảnh hưởng gì, cũng đâu có ảnh hưởng gì vệ sinh đâu, xuống là nó chìm hết. Cái ni lông thì nó còn dơ bẩn rồi, chứ còn cây cối mà. Ở chỗ này thì bán ba cái cành vàng lá ngọc nha, cành vàng lá ngọc nhưng mà có 10 ngàn à.
10.000, 15.000, 20. Mấy bạn sang nữa thì mua vài chục ngàn, nó có để giá đó. Sợ bị chém thì thấy chỗ nào có giá thì mình lủi vô mình mua. Tại vì nhiều người ta bán cũng mệt lắm. Có người thì người ta bán người ta để giá, có người thì người ta bán người ta nhìn mặt. Mặt ngu thì bán khác, còn mặt khôn thì lại bán khác. Nó nhiều cái cũng rất găng lắm. Mình thì mình lựa chỗ đông mình lủi vô mà. Với đi mua mà nhiều khi mình thấy cái người bán mà nhìn cái mặt sát khí nặng nề quá mình cũng không có vô nữa. Vô mà đi ngang mà thấy chào mời vui vẻ đó, đó là mình khoái rồi đó. Chưa biết chặt chém hay không nhưng mà mình lại có thể để mình đứng mình ngắm ngắm được. Ở khu vực này thì lan rất là nhiều nha, nó lan thì nhìn rất là đẹp luôn nhưng mà mình thấy nó yếu yếu sao nên mình không thích lắm. Ở chỗ này bán ba cái đồ treo nhà bạn, ví dụ như có cây mai rồi đó mà nay thì nó chưa có bông mà nó hoặc là nó chết luôn cũng được đó, mua ba cái đó về gắn lên, gắn lá gắn bông lên, thiếu bông thì gắn bông, thiếu lá thì gắn lá, rồi ba cái vàng vòng rồi nó quấn lên là nhìn nó hoành tráng liền. Cái đường này thì mấy bạn đi bộ thì chắc cũng cả tiếng đồng hồ, mà đi bộ thì cũng được. Thì mấy bạn đi mấy bạn thấy chừng à, đứa nhóc nhìn thấy dễ thương này kìa, đó mặc áo dài nè, đi chia nữa. Đi mình thoáng nhìn mấy đứa nhóc nhóc vậy đó, nhìn rất là dễ thương, nhìn nó rất là ngây thơ luôn chứ không có gian xảo như tụi người lớn như mình. Thường thì nít mà khoái mấy cái này lắm, đi mà thấy đông người vui chơi rồi là rất là thích luôn. Còn mấy bạn này muốn ngắm gái đẹp thì cũng có nữa, tại vì lúc về thì hội hoa xuân này mà mấy bạn nữ mặc đồ rất là xinh luôn, đi chụp hình tự sướng đó. Mình cứ ngồi quán mình ngồi nhìn ngắm thôi. Sông Bến Tre này của mình thì hai bên thì đa phần là làm bờ kè rồi hết rồi. Dọc hai bên thì nó có nguyên một dãy công viên luôn. Công viên ở bên trái mình thì nó hơi vắng một tí nha, nhà bà nó ít lắm. Còn bên đây là bên thành phố là nó đông. Mặc dù là cái xã bển nó cũng trực thuộc thành phố nhưng mà dân nó còn ít lắm. Ở bển thì đa phần là trồng dừa, trồng bưởi thôi không à. Còn bên đây thì nhà. Giờ thì hình nó bắt đầu nó hơi xấu một tí rồi. Mình cho này bán nón bảo hiểm. Bảo hiểm giờ cũng có 50, 60 ngàn. Nói chung là từ lúc dịch tới giờ mình thấy cái giống gì nó cũng rẻ, chỉ có mua thuốc uống là nó hơi bị mắc một tí rồi. Với đồ ăn, mà mấy bữa các bạn mua mấy bữa cận Tết này nè, là giá nó lên dữ lần lắm nha. Nó lên nhiều khi có khi phân nửa luôn. Tại vì cái dịp Tết thì người ta mua sắm nhiều quá, cái nào người ta thấy tăng giá được là người ta tăng. Mặc dù là nhiều khi cái nguyên liệu nó không có tăng nhưng mà người ta bán ra thì người ta muốn tăng thì tăng thôi. Lúc về thì có bán mắm tép, củ kiệu, lạp xưởng, đồ dưa cải đồ, đó là mấy cái đó đó, tôm khô rồi nữa. Rồi hồi mấy cái món nào mà ngày Tết người ta mua nhiều là giá nó lên nè, dạng như hút hàng á. Mình thấy chợ bông mà nếu mà bên Mỹ Tho mình mà giờ về ngang chỗ Mỹ Tho với Vô Sai gặp vào sông Tiền á, là mình thấy chắc có thể là nó đông hơn á, chứ còn đi ra một quảng trường nó quá xa luôn. Ở chỗ này bán cá viên chiên với nước mía rồi. Thường thì nước mía thì khoảng 10 ngàn ly, cá viên chiên thì các bạn có thể mua tùy loại, có thể là 20 hoặc là 30 ngàn một hộp. Thường một hộp thì khoảng chừng 2 người ăn thì được, vừa ăn rồi vừa cầm ăn vậy đó, rồi đi ngắm cảnh. Ăn xong rồi thấy chỗ nào có hùng gác thì dục vô, còn không thì nếu mà lười biếng thì thấy chỗ nào lén lén trống trống vắng vắng thì dục bậy luôn cũng được. Ở đó là mình thấy hay gặp lắm. Nào này bồng giấy không nhỉ, mấy bạn đi chợ bông này thì mấy bạn
Nếu mà tiết kiệm tiền thì bạn thủ theo một chai nước đi, chứ tại vì đi hồi nó đổ mồ hôi là nó khát nước dữ lắm, ăn thì ít nhưng ngủ nước thì nhiều lắm. Mình đi mấy lần mình biết mà, đi hồi cái lũi vô quán nước mía, hoặc là đi không nổi thì phải lũi vô mấy cái quán ngồi thôi, chứ đâu có chỗ đâu ngồi, người ta buôn bán bít bùng hết trơn. Mấy cái bàn ghế dọc đường ấy, các bạn cứ lại các bạn đặt ít ngồi xuống là có người là phục vụ à. Thường thì dạng thọ lúc gài nó mắc nha, nó khoảng 120, còn nếu bạn 28 29 mua thì nó khoảng chừng 40 hoặc là 60 à, không nhiều, giảm giá dữ lắm. Rồi mày mấy cái bàn ghế quá là đã luôn. Ở năm nay thì có cái màu hồng cánh sen á, nhìn rất là phê luôn, với cái màu vàng chanh đó, mình thấy hai cái màu đó là mình chịu rồi đó. Còn mấy cây bông giấy cẩm thạch thì nó đẹp sẵn rồi, cái đó khỏi nói. Bông giấy cẩm thạch là mấy bông giấy mà cái lá nó có cái đốm trắng trắng đó, bình thường nó không nở bông nó cũng đẹp nữa, còn nó nở bông thì thôi khỏi nói rồi, đó là quá đẹp luôn rồi. Bình thường cái hàng đó là mắc nhất rồi, và đa phần bông giấy nó là ghép không nha. Thường bông giấy mấy bạn mua ở đây là toàn là ghép không à, bông giấy mà hai màu trở lên là ghép không à, còn bông giấy một màu thì nhiều khi người ta ghép thất bại cũng có nữa. Các bạn coi bạn muốn bạn mua mấy cái bông giấy mà bạn thấy nó có quấn băng keo xanh đó, là đa phần là mấy cái mối ghép là thất bại đó, tại vì quấn băng keo xanh mà nó không ra màu khác đó, là cái đó là thất bại rồi. Còn này ba cái màu gà nhìn đã luôn. Này mình đi lại ngay chỗ cầu Mỹ Quá nữa nha, này mình chạy nãy giờ được vòng rồi đó, giờ mình chạy lên cái nữa xong. Này nếu mấy bạn muốn về, bạn quẹo phải thôi, quẹo phải cái hướng đi ra công viên Mũi Tàu, ra ngay chỗ ngã tư Tân Thành đâu. Còn nếu bạn muốn ăn nhậu thì có thể quẹo trái cũng được. Không mà cái đường phía bên tay phải mình thì quẹo phải thì nó cũng có quán nhậu đồ cũng nhiều lắm, khu vực dọc quốc lộ thì là quán nhậu, quán karaoke đồ nhiều lắm, cà phê gội đầu đồ đủ kiểu hết. Mà hình như bên mình thì như karaoke nó chưa có cho mở, có bên Mỹ Tho mình thấy mở rồi chứ còn ở bên Bến Tre thì chưa. Bến Tre mình nhiều chỗ mấy cái nhiều cái dịch vụ nó vẫn chưa có cho mở lại, cũng như điện tử vậy đó, hổm ngày đợi mấy tháng trời chưa có mở lại nữa. Nhiều khi ra quán điện tử ra ngồi thăm anh em rồi coi tình hình sao mà giờ đóng cửa mất tiêu rồi. Năm hổm thì đóng cửa gần cả nửa năm, mở lại được chừng tháng 2 tháng, cái nay đóng nữa, đóng cái nay chưa mở nữa. Thấy gầu ghê luôn. Nó khu vực gần cầu thì người ta bán quần áo nhiều lắm nha, mình chạy lên khúc kia bắt đầu nhắn dần. Ở đây thì có bán hành bán tỏi nè. Mấy bạn có uống nước mía đó thì các bạn để ý nha, cái chỗ xe nước mía nào mà mấy bạn thấy phía trước nó có một đống xác nước mía luôn á mà còn tươi á, đó là sáng giờ người ta có bán đó. Chứ còn mấy bạn lợi mà cái chỗ mà thấy không có chưa có thấy ép cái nào đó, có thể là một đó người ta bán ế nha, còn hai người ta dẹp rồi, nhưng mà thường bán ế thì hơi nhiều, tại vì thường mấy người ta bán người ta để đóng nó ít nào người ta dọn đó. Mình thì mình mua thì mình chạy lên mấy cái xe nước mía mình thấy mà có một đống xác sẵn đó, đó mình lại bên chỗ đó thì mình mua. Này cũng như xe nước mía này đó, một đống xác luôn đó, là sáng giờ người ta có bán đó. Để nhiều khi lợi mấy cái chỗ người ta bị ế người ta đưa mấy cái mía cũ đó, uống vô nó rất quớt à. Nước mía thì chỗ nào cũng vậy nhưng mà không phải là chỗ nào cũng ngon nha. Lúc kề thì mía chắc mình chắc không nghĩ là nó ế đâu, thì quán nào cũng có khách á, gần như là có để ghế là có người ngồi. Chạy xe thì nó không có khát nước chứ còn đi bộ thì nó mau lắm, đặc biệt là mấy người mà ít vận động á, đi chừng 5 phút là hả họng thở không nổi rồi, là phải lủi vô quán nước thôi. Mình năm nào cũng vậy, đi chút xíu là phải vô quán ngồi chứ không đi có nổi. Còn chạy xe thì chạy phà phà luôn không sao. Nó chiều quen người ta chở bạn gái người ta đi ngắm bông. Có người thì chở vợ con đồ heo. Hiện tại thì ở dưới mình thì người ta chưa có nghỉ Tết nha, nhưng mà thất nghiệp thì hơi nhiều, mà cũng giống như nghỉ Tết sớm vậy.
công nhân thì bạn mình nó nói thì nó khoảng chừng 27 nó mới nghỉ, tại vì cái lượng Tết nè hàng rất là nhiều, còn những ai mà chưa có không có hàng thì đã nghỉ lâu lắm rồi. Thưởng năm nay thì nó cũng bèo, nó không bằng mấy năm trước nữa. Có chỗ thì cho vài trăm, có chỗ nào làm ăn được thì nó cho thêm được tháng lương. Cho tiền thì còn đỡ, nhiều chỗ người ta không có cho tiền, người ta cho quà nó mới khổ. Nói đẹp hay cho giấy đã lắm nè. Mấy bạn có mua bông giấy thì mình nghĩ các bạn nên mua mấy cái loại mà 4 5 màu á, đừng có mua loại một màu. Tại vì mấy bạn mua 4 5 màu về mấy bạn chơi á, nếu mà sau này mấy bạn không thích á, mấy bạn cắt rụi nó đi là nó sẽ ra còn có 1 màu à. Mà thường thì nó sẽ là cái bông giấy gốc đỏ, mà gốc màu đỏ nhiều lắm. Bông giấy Mỹ cũng vậy đó, bông giấy Mỹ nó cũng ra bông đỏ à. Màu đỏ làm như là cái màu chủ lực rồi, màu đỏ hoặc là màu tím, nhưng mà đỏ thường nhiều hơn tím. Mấy bạn cứ mua vậy đó, mấy bạn chơi đi, rồi chừng nào bạn thích thì bạn cắt bớt thôi. Chứ còn mua một màu thì nó hơi lãng phí. Đó thì trước mặt mình nè, đó cái chùm này mới giữ hần. Bông giấy là phải như vậy nó mới đã nè. Nó gốc thì gốc bự, uốn éo, dáng long, dáng phụng vậy đó. Còn cái cây này thì nó giống như là cái mái hiên che nha, này chắc đụng như không nổi thôi. Rất là phê luôn. Nó chơi qua là phải chơi vậy, đó phải có biệt thự mới chơi nổi chứ còn kiểu mình như vậy chắc phải trồng cây chừng 10 năm mà nó mới đạt được như vậy. Cái ông giấy cái đó thì phải cỡ chừng 5 10 năm trở lên, khoảng 10 năm trở lên thì mới đạt được như vậy. Còn mấy cái loại nhỏ nhỏ thì thường thì khoảng chừng 1 tới 2 năm à. Thường 1 năm là bắt đầu người ta bán được rồi. Còn mấy cây bự bự tí thì khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm. Bông giấy thì nó lớn lẻ. Còn mấy bạn mua mấy cái dạng thọ thì chơi qua Tết thì chừng mười mấy là nó bắt đầu nó rụi rồi. Hướng dương thì nhiều khi nó lâu được tí. Mình đi mình thấy mấy cây cẩm thạch nó rất là đẹp luôn, lá nó trắng trắng này thêm cái bông nữa, nhìn rất là phê luôn. Dạng thọ thì mình thấy nhiều chỗ nó nở rồi nó cũng rụng rồi. Điện thoại giờ mấy bạn có mua thì bạn lựa mấy cái nào mà bông rút rút đó nha, bông bự quá về chắc chừng 5 7 bữa nên là chưa qua mùng là nó bắt đầu nó gãy ngay gãy cổ rồi. Còn mấy bạn sợ mấy bạn để cái miếng kiến bạn bọc rồi luôn, gỡ ra nó hay bị gãy cổ lắm, nó nở nặng quá đó. Mà nhiều khi mình tưới nước trực tiếp lên cái bông đó, nặng quá là nó gãy cổ à, hoặc là nó húi cổ. Nãy giờ mua bông thì bạn lựa cho kỹ mấy cái cây dạng thọ mà nó có mấy cái đốm đen ở trên cái bông là cái đó nó mau hư lắm. Chứ nó nở bự quá nó cũng mau gãy nữa. Còn mấy bạn muốn chơi bông mà chơi bền thì bạn mua mấy cây cúc á, cúc thì nó mắc hơn tí. Cúc bây giờ chắc khoảng thường nếu mà bán đúng giá thì chắc khoảng 90 hoặc là 100 ngàn một cây á. Còn cúc mâm sôi thì nó mắc hơn nha, mấy cái đó thì nó bền hơn á. Chứ còn dạng thọ thì nó mau lắm. Ở đây này cúc mâm xôi nè, các bạn mua tiết kiệm, các bạn mua mấy cái chậu mủ á, chậu mủ mà chậu dởm á nha, mủ đen rồi. Còn mấy cái chậu sành này thì nó hơi mắc một tí, tại vì người ta tính tiền chậu thêm đó. Tại vì cái chậu sành bèo nhất là cái chậu nhỏ thì nó cũng 25 ngàn chậu rồi, còn mấy cái chậu vàng vàng vậy là gần cả trăm rồi. Mà cái chậu 100 ngàn thì cái cây cũng phải gần cả triệu đó lên chứ đâu có bán rẻ hơn được. Nó lên đây thì bắt đầu nó vắng dần rồi nha. Các bạn nào muốn yên tĩnh thì lên khúc này, còn muốn nhộn nhịp thì đi khúc cầu ở phía dưới. Ở đây thì mấy bạn cứ chạy thẳng lên cái đường này cuối đường luôn, còn mấy bạn bo tròn là mấy bạn chạy về chứ không cần phải chạy ngược lại. Còn nếu muốn ngắm cảnh thì chạy ngược lại, còn mình đã ngắm đủ thì mình chạy cuối đường cái mình quẹo phải cái mình bo tròn về mình đi về luôn à. Là chạy căn chỗ quân binh Mỹ Quá, là chỗ công an tỉnh thường hay làm chứng minh dân qua đó làm. Ở đây hết rồi nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.